Vô thanh thế phải. Chị đưa chứ. Chị ta đông đầu. Rồi bây giờ là em rồi 15. Bởi vì mình nghĩ nó có nhiều bay. Mà anh ấy để luôn đấy. Mà anh ấy bảo tôi muốn đòi nhồi. Cửa cái tay màu đáng màu của tay. Mình nhiều bay mà nó lập năng lượng bạn. Thưa anh Quân Khúc, những hình ảnh chúng ta vừa theo dõi trên màn hình đã cho thấy hàng chục giáo dân theo cái sự chỉ đạo của linh mục quản sứ Văn Cao, ông Đinh Văn Minh đã chủ động vác gậy, gộc, dao, liềm, búa như ở cái hình ảnh ta vừa theo dõi đến cổng trường tiểu học Diễn Đoài, xã Diễn Châu, huyện Diễn Châu để tấn công nhà trường, uy hiếp nhà trường, mục đích để tạo ra áp lực cho học sinh giáo dân trong giáo xứ ấy đi học thêm 2 buổi mà không phải đóng tiền. Điều này trái quy định với cả ngành giáo dục cũng như quy định của nhà nước. Như chúng ta đã biết thì học sinh tiểu học thì quy định nhà nước học một buổi thôi, nhưng cái buổi thứ hai ấy, tức là học ăn bán trú ấy, thì không bắt buộc ai đi học thì phải đóng tiền cho các em ấy, con em mình. Còn nếu ai mà không có nhu cầu bán trú học buổi chiều thì vẫn học một buổi như bình thường. Nhưng mà cái ông Đinh Văn Minh đấy, tức là giáo chủ ở đây này, linh mục đấy, linh mục tôi dùng từ giáo chủ thì dẫn giáo dân đến một cái sự uy hiếp nhà trường như vừa rồi. Vậy thì anh xem hình ảnh vừa rồi, anh đã quan sát, anh thấy có nhận xét gì? Vâng, xin chào khán giả về phía dừng, xin chào anh Bảo Trâm. Thì mấy ngày hôm nay thì ông linh mục này thì ông ấy đang quản lý ở cái giáo xứ Đăng Cao thuộc giáo phận Vinh, thì có lùm xùm mới ở cái trường tiểu học đấy. Thì cái trường tiểu học đấy thì em xin phép chia sẻ thêm với anh Bảo Trâm, với khán giả bây giờ như là cái trường tiểu học đấy thì là gồm các cháu tiểu học của giáo dân ở quanh địa bàn và cùng cả của lương dân. Nhưng mà cái vấn đề ấy là ông linh mục này thì ông ý lại đòi là đi học nhưng mà không đóng tiền cho nhà trường. Nhưng mà trong khi đó các cháu học sinh tiểu học của lương dân họ vẫn đóng bình thường. Thì ông linh mục là ông ấy lại là ông ấy gọi giáo dân lên, ông ấy gây sức ép với nhà trường, rồi là đe dọa nhà trường, rồi là ném gạch ném đá vào giáo viên, rồi trong đó có cả các cháu học sinh tiểu học nữa. Đấy. Thì rất là như người mà phụ huynh của lương dân ở quanh đấy, người ta rất là bức xúc những cái hành vi mà sai trái của những cái phụ huynh mà các cái cháu tiểu học giáo dân này. Đây là một cái việc làm rất là đòi hỏi vô lý mà không theo cái quy định của Bộ Giáo dục. Đi học thì rõ ràng là phải đóng tiền rồi, nên là không có cái chuyện mà ông là người giáo dân hay là ông là con em giáo dân mà ông được đòi ưu tiên đấy. Thì xin chia sẻ nói thêm mấy anh Bảo Trâm, mấy khán giả về cư dân như thế này. Ông linh mục Đinh Văn Minh này thì mấy năm trước thì ông ấy cũng làm loạn ở cái giáo xứ ở cái ông ấy quản lý rồi. Thì ông ấy đã từng kéo giáo dân ra, ông ấy lấn chiếm đất đai, ruộng cát, rồi ông ấy đòi xây nhà thờ.
rồi thậm chí ông ấy còn tổ chức những cái lớp học cho những cái con em giáo dân ở tại nhà thờ của ông đấy, và ông ấy thu 900.000 một tháng đấy. Ông ấy coi như là ông ý định là theo là bắt các cái cháu mà tiểu học giáo dân ấy là học theo cái đạo lý là đòi học theo riêng của Công giáo đấy. Một cái hành vi làm việc nó rất là buồn cười. Chính ông đi học, ông bắt các cái con em mà giáo dân đi học thì ở nhà thờ thì ông lại thu tiền, nhưng mà khi mà ông đi học ở trường của nhà nước thì ông lại đòi nhà nước là không được thu tiền. Đó là điều nó rất là vô lý. Thì nhân cái việc này thì nói mấy khán giả bây giờ mới gặp mọi người như này, chính những cái ông linh mục cực đoan này đang làm mất lòng tin về cái đạo Công giáo ở Việt Nam. Chúng tôi là những người dân thôi, nhưng mà chúng tôi không bao giờ chúng tôi lên án những cái đạo Công giáo, những cái người mà đang hoạt động trong đang theo đạo Công giáo chân chính. Thế là chúng tôi rất tôn trọng, nhưng mà chính các ông này đang làm xấu đi hình ảnh Công giáo trong mắt người dân chúng tôi. Họ nhìn để cho chúng tôi nhìn vào con mắt rất là tiêu cực, mà đẩy lên cái mâu thuẫn cao để mâu thuẫn giữa bên lương và bên giáo. Nên là những cái hành vi này thì hết sức là lên án, mà tôi cũng không bao giờ tôi ủng hộ những cái ông linh mục cực đoan này, ông làm những cái việc sai trái như thế này. Rõ ràng là ông đi đâu bây giờ thì hơn một tí là các ông không được cái gì, là ông không bằng lòng cái gì, là ông kéo hết cả các cái giáo dân, ông đi gây sức ép. Đợi tí. Đợt trước thì ông các ông thuộc thì ông kéo giáo dân lên trên trụ sở công an huyện Diễn Châu để ông đòi người vi phạm pháp luật là thằng Hoàng Bình, là cái thằng mà nằm trong tổ chức Việt Tân. Ông kéo mấy trăm giáo dân lên, ông gây sức ép với cơ quan công quyền. Nên bây giờ rồi ông linh mục này ông lại kéo giáo dân lên, ông đòi hỏi quyền lợi rất là vô lý, mà trong khi đó là các cháu ở trường tiểu học là đi học là đóng tiền như nhau hết. Các cái cháu tiểu học bên lương rồi là các có một số những gia đình mà Công giáo ở đấy họ có đòi hỏi quyền lợi, họ có đòi bảo không đóng tiền, họ vẫn học. Nhưng mà có một cái số nhỏ mà theo đám của ông mà ông không đồng ý với cái quyết định đấy, mà ông kéo hết cả giáo dân lên, ông gây sức ép với nhà trường, và trong khi đó là ông lại xui những cái người mà ngu muội nghe theo ông, rồi ông lém gạch đá vào trong trường. Thế như thế có phải là các cháu nó đang học ở trong trường đấy, các cháu nó tiểu học nó có biết liên quan gì đến cái vấn đề của các ông đâu, mà ông làm như thế có phải là cái hình ảnh của các ông là đang làm xấu trong mắt các cháu tiểu học không, mà các cháu nó rất nhỏ tuổi. Chính là các ông là đang gây cái sự hận thù cho các cháu nhỏ mà bên lương giáo ấy, bên lương giáo mà họ đang nhìn vào cái mắt các ông là rất là xấu xa. Khi mà họ ông linh mục này ông kéo cái đám giáo dân cực đoan này đến trường thì cục trường người ta đóng cổng không cho vào, bởi vì các cháu nó đang trong giờ học mà ông kéo giáo dân lên rồi ông vào lại trong trường, thì lập tức ông ý, các cái đám giáo dân này ông cầm gạch ông lém vào trong trường, mà trong khi đó các cháu nó đang chơi ở trong sân trường như thế thì rất là ảnh hưởng đến các cháu. Thì những cái phụ huynh mà của những cái người mà quanh đấy, kể cả trong đó cũng có những phụ huynh của giáo dân và những cái phụ huynh mà học sinh giáo dân và phụ huynh của bên lương, họ rất bức xúc nhá, đúng không? Con em họ như thế mà các ông cứ cầm gạch ông lém vào từ cổng trường vào như thế thì rất là ảnh hưởng. Tức là bức xúc mình tóm tắt nội bộ trong video, tức là khi cổng trường đóng rồi thì những giáo dân đi theo linh mục, theo sự kích động của linh mục Nguyễn Văn Minh đã đứng ở ngoài chọi đá gạch đá vào trong sân trường. Nên là phụ huynh của những cái học sinh ở trong trường ấy, mà từ phụ huynh đó là gồm cả giáo dân và nhân dân đã phản ứng lại cái đám giáo dân mà đi theo đúng và linh mục mà Đinh Văn Minh mà đang chọn gạch đá ở trường. Vâng, đấy thì rõ ràng chúng tôi thôi anh bảo cho ạ, thì họ chưa biết thế nào. Bây giờ các cháu nó tiểu học nó rất là ít tuổi, bây giờ ông kéo thêm cái đám giáo dân ngu muội đấy, ông ném gạch vào chẳng biết là có chúng con
của các ông giáo dân đấy không, hay là chúng những cái cháu mà của những cái gia đình khác người ta có anh biết gì đâu, nên họ bức xúc là đúng thôi, bởi vì các cháu nó nhỏ nó biết thì ông làm những cái việc làm như thế, gạch thì anh thừa biết rồi, các cháu ở trong nó trong sân trường nó chạy đùa chơi thì ông cứ cầm ông gạch ông ném thì chẳng may vào đầu các cháu thật thì rất là nguy hiểm, mà xảy ra án mạng cũng làm không biết được đấy. Thì rõ ràng thì bản thân em thế thôi, em là một người mà đã là từng làm bố mẹ các cái cháu nhỏ rồi, mình cứ bức xúc chứ, mình con em mình như thế mà bây giờ tự nhiên ông cầm ví dụ mà ông cầm gạch ông ném chẳng may mà đúng mà con mình bức xúc, thế họ tên họ phản ứng với ông ấy là lẽ đương nhiên thôi, góc độ của em nếu mà con em học trường như thế thì em cũng ra mặt như thế. Các ông làm một cái điều mà các ông không bao giờ nghĩ sâu nghĩ xa cả, các cháu nó còn nhỏ nó vẫn chưa biết gì về mà các ông đi làm những cái chuyện tào lao để sằng bậy để cho các cháu nó nghĩ về cái hình ảnh xấu xa trong mắt người lớn đấy, mà nhất là đạo công giáo nữa. Thì với vai trò là một người cờ đỏ đấu tranh chống cái đám phản động ở trên mạng cũng như cái đám đốt nốt tôn giáo để gây rối bất ổn định xã hội, thì anh có cái đề xuất hay kiến nghị gì không ạ? Nhân đây thì em cũng xin đề xuất với các cơ quan chức năng ở Diễn Châu, Nghệ An thì lên có những cái biện pháp mà phải mời cái ông linh mục này lên để làm việc. Vì cái việc này là nó liên quan đến rất là nhiều thứ, mà làm cái quan trọng nhất là làm cái hình ảnh những cái đứa bé nó cảm thấy là trong cái đạo công giáo là đang rất là xấu xa, bởi vì nó chỉ biết là như thế thôi, nhưng đứa bé nó chỉ nhận thức được như thế thôi. Nên là mong cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xem là phải mời ông này lên, bởi vì ông này ông có quay thường pháp luật rồi. Từ trước thì ông lấn chiếm đất đá cát, rồi ông cho các cái học sinh của cái giám đốc đảng giáo dân chủ đoàn đấy về trường ông học ông thu tiền, và trong khi đó bây giờ ông lại đi làm những cái việc này thì mấy các cái trường kia trường nhà nước như thế là ông đòi hỏi quá đáng. Mong rằng là với tư cách là một người dân thì em xin đưa ra rằng cơ quan pháp luật phải lên có những cái biện pháp răn đe. Mà cái giáo phận Vinh này là từ trước đến nay là tại sao những cái bao nhiêu giáo phận ở Việt Nam này không sao mà chỉ có cái giáo phận Vinh đấy là cứ chuyên môn là đi gây gổ với chính quyền, gây gổ với nhân dân, hành vi đấy là rất là đáng lên án. Vâng, xin chào khán giả Việt Vinh, chào anh Bảo Trâm. Vâng, cảm ơn anh Quân Khúc về cuộc trao đổi này. Biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người từng đã sóng trao.